Của mụn mà. Đỡ Bữa con mà có bạn nào ấy, bình thường không có mụn, làm một quất ly trà sữa lên quá trời mụn. tùy câu điểm. Không thích uống trà sữa hả? Em á chị? Ừ. Không, em uống cà phê nhưng mà ấy lại tính tính thôi để nó khỏi mụn nữa. Ủa thì thôi khỏi uống đi. Uống nước trái cây đồ đi. Nước ép đồ đây. Cho nó mát. Còn heo thì biết đâu là để à, giảm đúng cân rồi, nhỏ. uống rau má với nước rau diếp cá rồi chắc nó đỡ mụn hơn. Không biết đỡ mụn không nhưng nó ngon. Thì Còn diếp cá chắc cũng ngon đâu. cạc hùn lắm sao mà uống được, mà ông nói vậy thôi chứ làm gì có đâu nước diếp cá cho ông uống, có ai bán đâu. Ra siêu thị mua giúp cái về xay chị. Ghê, chăm vậy luôn. Trời ơi, mình muốn đẹp là mình phải xin cái đúng dạng. Đầu tư cái xi măng. Không, mặt đỡ mụn nhiều rồi mà. Không. Chị che mất cái ánh sáng này thằng nào. Đi 5 lần là vẫn chưa quen à? Quen cái gì? Quen cảm giác này nè. Quen cảm giác đau quá. Như đau lắm vậy trời. Ông em thấy nó, em cũng quen rồi. Ừ, anh Nam hay nói câu gì ta? Bản lĩnh thì có nhưng mà đau thì không chịu được đúng không? Ở gần đây hả? Dạ, nhà em xét đây mà. Ủa vậy hả? Hình như lần đầu tiên đi không phải chờ đúng không? Sao chị biết hay vậy? Để giữ cấm mày. Để giữ thiệt chứ. Mấy lần trước lần nào cũng chờ mút chị cần câu. Lúc có bạn việc bạn qua bạn có hỏi chị rồi đông hay không? Không, lần nào thấy không hỏi. Thì buổi trước là chị An nói là trước khi qua là phải nhắn hỏi mà. Tại vì giờ thời điểm cũng nhạy cảm. Ủa rồi bạn em chừng nào qua không Huyên? Em thì cũng chưa biết. Ngủ nó mà nó bận hả? Thất thường. Dự báo thời tiết không được đâu. Cái gì? Dự báo thời tiết không được đâu. Vậy hả? Động đảnh lắm à.
như khó thở nó với chị anh. Hôm qua mở đem cái xe nó đúng ở đây cái nữa rồi là nhà mình có 3 chiếc rồi hết nhà luôn. Qua qua hả? Chơi nhá. Em nó lại đi đâu rồi? Chờ xíu nha Nguyên ơi.
hết thăm nhanh nhé, Phi Kim đi. Ok, em tên An hay tên Bình? Bình đúng không? Dạ, em tên Bình. Tên gì? Tên Bình An. Bình An. Dạ, tên An hả? Đúng rồi, tên An. Đầy người tên An ấy. Không, thật là em tên Bình nhưng mà em thích đặt là Bình An. Rồi cuối cùng là ông tên Bình hay là ông tên An? Em thích An Bình nhưng mà em thích đặt mình là Bình An hơn. Hả? Đâu lấy tiền à? Cũng tên Bình nhưng mà ông thích cũng là Bình An. An Bình không có ý nghĩa vậy. Bình An nó có ý nghĩa. An Bình cũng giống như Bình An mà. Ủa khác gì đâu. Chứ Thúy An có ý nghĩa gì? Thúy diễn viên xinh đẹp còn nổi tiếng hồi xưa. Ừ, hồi xưa bộ phim đó nổi tiếng lắm. Ba mẹ chị phái hai diễn viên đó xong rồi đặt tên cho chị vậy. Đặt Phương Nam á anh chị? Không biết. Thấy An với tôi quên gì. Ủa thời chị đẹp có tôi biết rồi hả? Tú Quyên. Hai diễn viên diễn trong một phim gì đó. Năm bao nhiêu có điện rồi? Hỏi người không biết gì lịch sử. Chị bé hỏi này năm bao nhiêu có điện? Không biết. Chị ăn đi không? Chị để trước em mà. Để trước. Chị để trước em nữa, đâu có nghĩa là chị sẽ biết trước em. Em bị ra chị để có điện. Vậy hồi nhỏ chị có điện chưa? Chị không biết có điện chưa nhưng mà coi tivi được các kiểu được rồi. Sạc pin thì em biết gì nằm đâu nữa. Chị mang đi đâu giấu hết không à? An tìm ra. Thật luôn á, chị An là chuyên gia luôn á. Mà mượn xong rồi bà cứ để đâu không? Hỏi thì kêu chị đâu biết gì đâu. Cứ để đâu xong không nhớ rồi xong hỏi kêu chị đâu biết gì đâu. Dạ bộ này tơ độ. Nhưng tốt nhất là cắt lên trên luôn khỏi mượn. Sao mà cầm lòng đậu đúng không? Có tiền là không thể mất, cũng thể quên được thôi chứ còn cái gì cũng quên hết.
Bữa nay ở nhà còn tự cậy mụn không? Ừ, không chị. Ừ. Chị thấy rau em chưa, em chưa kịp cào mà thấy này không có thời gian để cậy mụn mà. Bạn đến vậy luôn à? Dạ, cuối năm mà chị cũng kiếm chút ít dặn Tết chứ. Tôi năm nay ở nhà mà, có tôi đi đâu đâu mà. Tôi đi đồng đồng. Đừng có cái gì sẽ vô thăm từng người, đi thăm từng nhà cái gì gì đó. Mấy ngày rồi không cạo đâu? Em một tuần. Hả? Vậy là rau cũng chậm, mọc chậm mà. Dạ đúng rồi. Mai nghĩ gì nè, cạo rau nha. Không, em nghĩ em để rau để mệt chai mà. Chắc em để luôn. Trời, có nhiều người thích để rau nhỉ. Thấy em để rau em đẹp trai hả? Em thấy vậy. Chị không thấy vậy nha. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em hỏi ra cái nhiêu tuổi không? Em sinh năm 2000. Năm 2000 hả? Dạ. Ông nội. Ông cạo dùm cái em mua. Thật luôn á. Hơi già so với tuổi hay sao chị? Quá già so với tuổi chứ không phải là hơi nữa. Chú chị nghĩ em sinh năm bao nhiêu? 93. Đau lòng với Hạnh. Sao đau cho tim anh vậy Hạnh? Chắc vậy anh brand Hạnh quá. Hai đứa bằng tuổi đấy. Cái gì? 80 này giờ có con có cháu có bồng luôn rồi. Anh có thể tự sinh ra anh được rồi đấy. Rồi không ngờ gì đến nỗi. Mọi người cũng 93 là chính xác. Em nghĩ 98, 99 hả? Chị đúng đúng. Nhưng mà em 2000. 2000 thật luôn hả? Sao 2000 được hay vậy? Thứ này 2000. Em sinh niên năm nhiêu vậy Nguyên? Nguyên ơi. Em á. Ừ. Em 97. 97 hả? Ờ quên nãy hỏi rồi. Ê, trong này em nhỏ nhất á hả? Ừ. Chứ sao? Em nhỏ nhất luôn á. Em nhỏ nhất nhưng mà em vẫn em mặt em già nhất nha. Bữa sau đi ra đường ấy, người ta hỏi em sinh năm bao nhiêu, đừng nói tuổi thật ra. Dạ. Chị sinh năm bao nhiêu chị? Sinh năm 86. Nên cái tuổi sinh. Vậy nó phù hợp với gương mặt hả chị? Không. Sao bạn ô 86 sao trẻ vậy? Để người ta kêu mình trẻ đúng không? Đúng rồi, chứ đừng nói 2000 nó kêu già đấy. Ok chị. Chiến lược hay. Đúng không? Đúng. Tám sáu chắc bạn cũng tình luôn á. Tám sáu là nhiêu tuổi rồi? 35 hả? Ừ. 36 rồi. Má nó quá luôn á thiệt luôn á. Em thương như vậy. Má nó 35 tuổi. Cầm xin nó mới có 21 tuổi. Còn để gâu nữa chứ. Ừ. Y như nghiệp luôn. Ừ. Nghiệp cũng ra này mà. Ừ, hai đứa ngang ngửa nhau luôn mà, bằng tuổi nhau luôn á. Cũng để gâu, nó nuôi gâu nữa chứ. Trời, nó nuôi gâu nó ra dài dài, em sắp đẹp trai rồi chị. Trời má luôn. Nghiệp là phải 80. 86 rồi. Không, bạn này thì 86 chứ mà nghiệp thì 80. À, vậy là cái người già anh em hả? Cái người mặt già anh em hả? Em là còn mập mập, da nó còn căng căng một tí. Kia nó đã gầy, râu nó còn dài này.
Không còn gì để nói nữa. Đừng nói quay qua cái mụn nữa. Thôi luôn á, đang chụp luôn á. Thôi da đen. Tội nghiệp nhỏ. Mai nó không qua nữa đâu. Từ gái luôn á. Ừ. Ủa em ở đây hả? Chắc xạo quá à. Mỗi lần qua là ổng mỗi tuổi khác nhau, mỗi ngày khác nhau rồi. Vậy hả? Ừ, đâu dám khai tuổi thật đâu. Coi trong hồ sơ coi thì lúc đầu qua là khai hồ sơ thiệt đó. Chín lăm hả? Xạo xạo em á. Trời này để râu nữa chứ, men như vậy. Đồng lên. Ủa sao giống rằn quá vậy? Gồng gồng. Đang rằn. Gồng cho nó men. Trời ơi, ăn mà gồng cái là muối nổi cục cục lên luôn. Muối mỡ. Mệt quá. Mỡ nó ngấn. Không quay được luôn.